Tôi là một anh shipper rất là đẹp trai. Dạo gần đây có một cô gái thường hay đặt hàng. Có một điều kỳ lạ đó là tôi chưa từng thấy mặt cô ấy bao giờ. Hàng của bạn đến rồi đây. Hãy đặt hộ trước cửa giúp tôi, cảm ơn. Nghe qua giọng nói tôi nghĩ chắc chắn đây là một người rất là xinh đẹp. Tôi thật là rất tò mò, nên tôi quyết định hôm nay phải thấy được mặt của cô ấy. Tôi trốn ở góc cầu thang chỉ để chờ cô ấy ra lấy hàng. Tôi vẫn không thấy được mặt cô ta. Qua ngày hôm sau, tôi tiếp tục nhận giao hàng. Xin chào, đơn hàng của bạn tới rồi đây. Tôi đặt trước cửa cho bạn nhé. Ok, cảm ơn. Lần này tôi rút kinh nghiệm, đặt đơn hàng ra xa một chút. Kiểu gì thì cô ấy cũng ra lấy mà thôi. Anh rất thích xem mặt của tôi, còn đúng vậy không?